Ở đây có một cây mai cũng lạ lạ nó cái gì. Nó giống như cái bàn tay không, năm ngón. Cái này bồ đề đẹp ơi. Để ngọn giống nha. Có hỏi tới 10 ngón mà tôi cắt bỏ hết nó nằm không được. Nhìn nắng quá nó khó, khó thấy. Đo cái quả đi luôn. Quả nó 30 mấy, 37. 37 gì. Thì cao được nhiêu? 52. Thì cao 52. Tối không khác. Nắng quá trời nắng. Rồi quý anh chị nào thích cái cây mai lùng này thì liên hệ qua kiểm quốc dinh nha quý vị. Số điện thoại mình để dưới tiêu đề. Không có thấy đường luôn mà. Con cây một quế này là mình phải mình cổng mình bắn qua tỉnh á, mình để nó đường mình bắn nó cho nó mát không? Mình giáp dặn cho cái đồng nó trưa nè, mắt ghé nhìn nó chuyện nhả gì vô, nó rước rồi luôn ha. Ngon lắm á. Ở đây là chơi lưới sơ sơ thôi, đừng gần rụng lá nữa đây. Ở trên này là nó liền ra chứ nó không phải nó có cái thẹo. Cái này người ta cắt ở đâu hồi xưa vậy. Liền hết luôn. Cái này thùy cái quái. Có trên này cắt nó có cũng được rồi vậy mà nó bự mà trả 10 triệu. Rồi cái này vô lô 4,5 triệu quý vị.